Chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình. Mình là Thảo Hoàng. 13 năm Julian thu hùng rô béo Ronaldinho, trận đấu chỉ có trong mơ. Cách đây đúng 13 năm, ngày 2 tháng 7, 2006, đội tuyển Pháp đụng độ với đội tuyển Brazil ở bán kết World Cup. Đó là cuộc thu hùng giữa hai thế vệ vàng của hai đội bóng. Pháp có thủ đỉnh Zidane, Henry, Patek, Thuram, Vieira và tài năng trẻ khi ấy Ribéry, trong khi Brazil sở hữu đoàn hảo thủ Ronaldinho, được gọi là Robéo, Cafu, Carlos, Ronaldinho, Kaká. Trận đấu đắt giá bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới được diễn ra vô cùng hấp dẫn. Trong màn so tài đỉnh cao ấy, có một người nổi bật hơn cả, đó là Zidane. Giữa hàng loạt siêu thủ, siêu sao, Zizou hút tất cả các ánh nhìn, ánh sáng sân khấu với những màn trình diễn kỹ thuật, những pha xử lý siêu đẳng. Cùng Mr. Zero xem lại những trận đấu chỉ có trong mơ, Zidane thu hùng Robéo, Ronaldinho. Đừng quên like, share và support kênh của bọn mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cách đây 13 năm, Pháp đụng độ Brazil ở tứ kết World Cup năm 2006. Đó là trận đấu giữa hai thế hệ vàng của cả hai đội bóng. Pháp có thủ lĩnh Zidane, Henry, Bate, Thuram, Vieira và tài năng trẻ khi ấy Ribéry, trong khi Brazil sở hữu dàn hảo thủ Ronaldo, Robéo, Cafu, Carlos, Ronaldinho, Kaká. Trận đấu đắt giá bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới diễn ra với đội hình hấp dẫn như thế. Trong màn so tài đỉnh cao ấy, có một người nổi bật hơn cả, đó là Zinedine Zidane. Giữa hàng loạt danh thủ, siêu sao, Zizou hút tất cả ánh nhìn, ánh sáng sân khấu với khả năng trình diễn kỹ thuật và pha xử lý siêu đẳng. Mời các bạn hãy cùng xem lại những hình ảnh hấp dẫn trong cuộc thu hùng này nhé! Trận cầu giữa Pháp và Brazil không chỉ hấp dẫn vì sức mạnh của Brazil đấu với đẳng cấp của Zidane, mà còn là vì trong quá khứ, hai đội đã làm nên một trận so tài đầy kịch tính giữa những tên tuổi lớn như Cesar, Sucre, Platini, Amoros, cũng một loạt luân lưu cân não tại tứ kết World Cup năm 1986. Riêng cá nhân Zidane lẫn Ronaldo, họ không những là đồng đội của nhau ở Real mà còn đứng hai đầu chiến tuyến khi Pháp đánh bại Brazil 3-0 ở chung kết World Cup năm 1998. Những điều này khiến cho nó trở thành một trận đấu được vô số người chờ mong. Brazil có bộ tứ huyền ảo Kaká, Adriano, Ronaldo, Ronaldinho, nhưng không đầy một phút sau khi trận đấu bắt đầu, Zidane đã thể hiện thái độ của mình với một cú ngoặt bóng loại cả Zé Roberto, Kaká, sau đó là Gilberto Silva. Trong nháy mắt, anh đã vượt qua hàng tiền vệ Brazil, mặc dù sau đó anh đã kết thúc pha bóng bằng một đường truyền có chút hơi mạnh. Đến phút thứ 4, Pháp phải chịu một quả phạt nguy hiểm từ Juninho của Brazil, nhưng Vieira đã kịp thời dùng đầu cứu nguy. Lướt qua những phút đầu, cả Brazil lẫn Pháp đều nhập cuộc tương đối thận trọng. Thế giằng co chỉ diễn ra ở khu vực giữa sân với sự tham gia của số đông cầu thủ hai bên. Các vũ công Samba chủ yếu tiếp cận khung thành đối phương bằng những đường truyền chọc khe từ Kaká, Ronaldinho cho Ronaldo, nhưng phần lớn đều bị hàng thủ Pháp bắt bài cản phá. Tình huống nguy hiểm đáng kể nhất mà Brazil tạo ra trong hiệp thi đấu đầu tiên đến từ một đường bóng bổng. Pha đá phạt từ cánh phải của Ronaldinho vượt qua hết hàng thủ áo trắng để Ronaldo băng vào đánh đầu. Đáng tiếc, chàng béo lại dứt điểm thiếu chính xác khi đánh bóng đi vòng xà ngang. Phút 14, Pháp cũng nhận được quả phạt góc do Zidane thực hiện, nhưng thủ môn Brazil Dida đã cản phá thành công, đưa bóng ra khỏi vùng nguy hiểm. Một phút sau đó, Ronaldo cũng đáp trả lại bằng một cú tạt nguy hiểm vào vòng cấm địa, nhưng Kaká lại hụt bóng trong gang tấc. Trong khoảng gần nửa tiếng sau, Zidane và Kaká tranh chấp một pha bóng bổng trong lúc Brazil định phản công nhanh. Chỉ ba chạm tầng bóng đơn giản để truyền về và Zizou không những dạy dỗ đối thủ trẻ tuổi mà còn hóa giải sức ép cho hàng thủ Pháp. Từ giữa hiệp 1 trở đi, ưu thế trên sân dần nghiêng về tuyển Pháp khi tuyến giữa của họ hoạt động cực kỳ hiệu quả nhờ kỹ thuật điêu luyện của Zidane và nỗ lực không biết mệt mỏi của Vieira, Makelele. Trong đó, các cầu thủ Brazil phải lùi sâu về sân nhà, ngay cả những cầu thủ tấn công như Kaká hay Ronaldinho cũng phải về hỗ trợ hệ thống phòng thủ. Nhưng cũng phải đến phút cuối của nửa hiệp đầu, Pháp mới tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên. Zidane làm xiết cho Lucio và Silva sạc hụt trong một pha solo trước khi thực hiện đường truyền mượt mà đúng tầm bắn lên của Vieira. Trong thế nguy cấp, hậu vệ Brazil buộc phải đốn ngã Vieira trong khi anh sắp sửa đối mặt với thủ thành Dida.
Sang hiệp 2, kịch bản cũng chẳng khác mấy so với đầu hiệp 1, khi đoàn quân áo lam Les Blue tiếp tục mở cuộc chiến tấn công dữ dội, làm tình làm tội các tuyển thủ Brazil bằng những pha bóng bổng vòng cấm. Lẽ ra, họ đã có bàn thắng ở phút 47 nếu như sau cú đá phạt của Zidane, Vieira chính xác hơn một chút khi đánh đầu. Henry nhận bóng từ Vieira, dứt điểm tung lưới Brazil, nhưng bàn thắng lại không được chấp nhận vì cầu thủ này đã vào tình huống việt vị. Nhiều người nhận xét rằng đây là cuộc đối đầu của Zidane và Ronaldo, và dù họ không trực tiếp đấu nhau về mặt vị trí, trận đấu vẫn mang tới một tình huống cho cả hai so tài cao thấp. Zidane chẳng mấy khó khăn vượt qua người đồng nghiệp của mình với hai cú chạm bóng tinh tế. Lúc này, các khán giả đã bắt đầu cổ vũ cho từng pha chạm bóng của thiên tài người Pháp. Nỗ lực không mệt mỏi của cầu thủ Pháp tạo ra cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 57, Zidane thực hiện pha đá phạt treo bóng vào vòng cấm sau pha phạm lỗi của Cafu với Malouda. Hàng thủ Brazil mắc sai lầm khi các hậu vệ chỉ chú ý đến khu vực cột gần, tạo cơ hội cho Thierry Henry lên xuống dứt điểm tung lưới Dida bằng một cú volley cận thành. Đây là lần đầu tiên và duy nhất mà đứa con thần gió được Zidane kiến tạo ở tuyển Pháp. Sau khi bị dẫn trước, các cầu thủ của Brazil buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Nhưng chính điều đó lại tạo điều kiện cho Pháp triển khai các đợt phản kích, đặc biệt là những pha phản công dọc xuống hai biên. Hai phút sau bàn thắng của Henry, khung thành của Dida một lần nữa gặp uy hiếp. Khi Ribéry đập chiếm với hàng thủ Brazil rồi căng ngang vào trong cho Zidane, nhưng bóng đã đi chệch cột dọc sau khi chạm chân một hậu vệ. Nhận thấy sự bế tắc trong trận đấu, Brazil đã có chủ động thay người và đổi chiến trận. Nhưng sự thay đổi này cũng không mang lại hiệu quả bao nhiêu khi người Pháp đã nắm giữ ưu thế và chủ động lùi thấp đội hình. Sau đó áp dụng các biện pháp kiềm chế các cầu thủ đội bóng vàng xanh. Những gì mà các cầu thủ Brazil làm được trong nửa cuối hiệp 2 chỉ là những tình huống dứt điểm của Robinho thay cho Kaká ở phút 79. Ronaldo như bóng một lần đi tìm chim và lần còn lại bị thủ thành Bate cản phá. Nỗ lực phản công quyết liệt, Brazil đã có dịp may sang bằng tỷ số ở phút 88 nếu như quả phạt của Ronaldinho có thể trầm xuống sàn ngang thêm một tấc. Cho đến cuối trận, thế chủ của tuyển Pháp vẫn khép chặt, khiến Brazil đành ôm hận với thất bại 0-1 và ngậm ngùi trao vé vào bán kết cho đối thủ. Công bằng mà nói, chiến thắng của Pháp rất xứng, họ chơi đầy cảm hứng giữa trận chung kết đã từng diễn ra tại World Cup năm 1998. Chiến Pháp hợp lý của Pháp cộng thêm sự thận trọng quá mức của ông bầu khi ấy khiến Brazil chơi không được bình thường và đã trở thành yếu tố tạo ra thắng lợi cho tuyển Pháp. Dĩ nhiên, không thể không kể đến sự tỏa sáng của người nhạc trưởng Zidane với lối chơi hào hoa, đậm chất kỹ thuật và tạo ra vô số cơ hội, trong đó có đường chuyền quyết định cho Henry lập công. Sau trận đấu này, các chú gà trống Goloa vui mừng đi tiếp, còn Brazil đành phải dừng lại và tạm hài lòng với chiến thắng và danh hiệu cá nhân của Ronaldo.
khi anh trở thành người ghi nhiều bàn thắng nhất qua các kỳ World Cup tính đến thời điểm đó. Vừa rồi là một số hình ảnh điểm lại trận đấu tuyệt vời giữa Pháp và Brazil năm nào. Còn nhớ có tình huống hay pha bóng nào đặc sắc trong trận này mà chưa được nhắc tới? Vui lòng comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!